vẫn còn ở đây để tiếp đón đội tuyển. Tình huống xuất hiện khá là kịp thời của anh em bạn bè. Có lẽ thì Lam Thiên cần phải di chuyển thêm một chút nữa. Khả năng bắt giữ các tốc của Lam Thiên đang giúp cho Zico không thể tung ra những tình huống đam em. Võ Lâm công thành chiến xưa, hành trình 7 năm, uy tín tạo thành thương hiệu. Đầu tiên của anh em MVI cùng với AC tại 3 giờ của Lâm Anh. Tháng 4 này, một lần nữa công thành chiến xưa cho ra mắt siêu phẩm máy chủ mới Đại Gia Ký Sử phiên bản đồ xanh độc quyền với lối chơi một đặt tay khiến bao game thủ đam mê. Server hàng đầu của làng võ lâm truyền kỳ hiện nay quy tụ hàng ngàn game thủ với nhiều tính năng vô cùng hấp dẫn, săn bot, vượt đài, công thành chiến, nhiệt huyết đậm sâu. Tuyệt phẩm Đại Gia Ký Sử Open chính thức ngày 19 tháng 4 năm 2024 tiếp tục hành trình chinh phục những đỉnh cao đam mê công thành chiến xưa, chào đón quý bằng hữu.